đập hộp hai mẫu hàng Nhật bao hiếm cho anh em chơi luôn nha. Nhờ anh mời anh em xem chi tiết nè. Đầu tiên là một con kiểu dáng như bô, họa tiết con cọp và được design riêng bởi ông Andy Harry nha anh em nha. Đó, một cái bản design cực gắt gặp luôn. Anh em xem toàn thân full phủ lớp gì giống như sơn. Và bên trong của nó là sử dụng một cái ruột khò màu tiên của dòng Z-Plus Hippo. Đây anh em xem. Đó, con này new hoàn toàn nha anh em nha. New hoàn toàn chưa qua sử dụng. Đó, người ta chỉ bảo quản một trưng bày thôi. Và nó và cái bóc đi kèm của nó cũng là bóc zin luôn. Đó, vì vậy anh em mua tặng hay xài nó đều hay hết nha. Rồi tiếp theo con thứ hai là một con của thương hiệu Casanova. Thì anh em nào chơi hàng Nhật nhiều thì thương hiệu này cũng khá là quen thuộc rồi. Và đặc biệt con này thì form nhỏ hơn form Zippo, sử dụng như Zippo và toàn thân được mạ vàng. Và như thấy vẫn có đóng mộc của Casanova, bản lề một khóa sim theo máy. Và con này cũng vậy anh em, được cái bóc của nó là riêng luôn. Vì vậy anh em cũng có thể mua sử dụng hoặc là tặng cũng rất là hay ha. Rồi anh em mình ngắm lại hai con này một lần nữa, và nếu thích thì nhanh chóng liên hệ được tiếp với em Sam để sở hữu nha. Cảm ơn em đã xem clip.